Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh Đi Qua Tu Hành nè. Hôm nay giới thiệu cho anh chị em chú bác một cái chiếc su mod em nha. Mod là modify anh em ha, nghĩa là chỉnh sửa hoặc là mình thay đổi cấu trúc của một cái gì đó anh em nha. Thì thường anh em thấy su mod thì họ sẽ làm là cái máy bên trong thường là máy Nhật đen hoặc là máy Miyota bình thường anh em nha. Đó. Nhưng mà chiếc này thì là dùng khung vỏ của Citizen luôn ha, dây khóa zin rất là mới. Đã qua đánh bóng nha anh em, cực kỳ mới luôn ha, cho nên anh em tặng được luôn. Và bên trong là cái máy chuẩn nhà Citizen, máy vàng anh em nha. Nó sẽ xịn hơn cái máy vàng Citizen ở trên những chiếc dòng họ Citizen em ha. Tại đây là máy vàng cổ của nhà Citizen em nha. Rất là đẹp luôn, 650.000 anh em nha. Bản này bản thép đúc anh em ha, tại vì đa số mod thì thường họ sẽ dùng cái vỏ si bình thường, người ta cứu vỏ si lớn bây giờ anh em thường sẽ mod cái size 40 bây giờ, cái size thịnh hành bây giờ là một chiếc vỏ si rất là to anh em ha. Và máy bên trong thì như mình nói đó, chiếc này thì cái size nó thì size cổ nhưng mà cái form trứng như vậy là rất là lớn luôn anh em nha, size tới 3 gần 37 á, cái càng tới 41.5 anh em ha, cũng rất là lớn ha. Và đặc biệt là dây khóa zin của nhà Citizen ha. Và máy thì máy xịn, vỏ thép đúc anh em nha, rất là tuyệt vời luôn, anh em đeo Tết nha. Dây còn rất là dài luôn ha, cực kỳ đẹp anh em nha, đẹp độc không đụng hàng anh em ha. 650 thôi anh em nha. Anh em mà cần hình máy gì thì đó, anh em có thể vô Zalo mình sẽ gửi hình em á. Tại vì lúc mình mở ra cái này thì mình mở ra mình thay pin Nhật á, mình thay pin Sony rồi nha. Tính đeo anh em á, này anh em đeo Tết rất là hay ha. Mình đã chụp máy rồi nha, cái này mở máy nữa mất công này mà, anh em yên tâm á, mình báo máy gì có máy đó, anh em yên tâm nha. Chuẩn nhà Citizen luôn ha. Một chiếc mod mà hàng xịn em á, chứ không phải mod máy dỗ mấy em nha. Tại vì mod thì người ta thường quan tâm tới cái dial là chính em ha, không có quan tâm quá tới cái chất lượng khung vỏ ha. Tuy nhiên chiếc này thì chất lượng khung vỏ rất là xịn, giá thì nó còn thấp hơn là chiếc su mod cá chép trước mình bán này ha. Ok, 650.000, cái này thì dành cho nam nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Xin chào anh chị em.